Anh lấy vào đây anh chính. Anh liệu một bài đây nhanh nhanh đi nha, em ngán rồi cái trống lắm rồi đó. Anh Sương nghiêm chuẩn làm chứng nè. Dù nghe chưa? Dù lẹ lên. Em muốn ngồi hát mà không muốn ngồi đánh trống nữa đâu. Anh bài đây nhanh lên cho bọn em. Nhanh nhớ lắm. Anh bắt đây anh.